Khởi nghiệp ấy thì không khác gì đánh một con lô cả, chỉ có một cái điểm khác của nó ấy, đấy là cái sự ăn nhau ai thất bại ai thành công ấy, thì con lô biết đến rất là nhanh, sau 6 rưỡi là biết thằng nào giàu thằng nào nghèo ngay lập tức. Thì nhưng mà đối với khởi nghiệp ấy, thì nhiều khi một cái sự thất bại nó sẽ đến từ rất là lâu, có thể là nó đến tận 6 5 năm 10 năm. Và những cái ví dụ mà chúng ta có thể thấy được gần nhất ở bây giờ đó là WeWork, một công ty được đánh giá là 50 tỷ đô la có thể bị tụt xuống 10 tỷ đô và có thể là tụt xuống là còn không gì cả chỉ trong thời gian rất là chóng vánh. Thế nhưng mà tại sao mà chúng ta vẫn khởi nghiệp khi mà chúng ta biết được cái tỷ lệ thành công nó có thể là thấp đến như vậy? Có những con số mà được đưa ra, ví dụ 100 công ty khởi nghiệp thì chỉ có một công ty thành công, hoặc là 10 công ty khởi nghiệp thì chỉ còn một công ty còn trụ lại được sau vòng từ 3 đến 5 năm. Vậy thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất của chúng ta bây giờ ấy, đó là chúng ta cần phải có một cái mindset đúng khi mà chúng ta làm khởi nghiệp, đó là cái mindset đối diện với thất bại. Một chút câu chuyện về bản thân tôi ấy, thì tôi không phải là một người mới trong làm khởi nghiệp. Tôi đã từng làm trong những công ty làm khởi nghiệp hoặc là làm công ty khởi nghiệp cho chính bản thân tôi, đến bây giờ là năm thứ 8 rồi. Và nhiều khi là cái cảm giác mà đi làm công ăn lương cho một người khác là như thế nào thì tôi cũng không nhớ lắm cái cảm giác đấy là gì nữa. Có lẽ là cái động lực lớn nhất của tôi ấy, đấy là tôi muốn được làm tự chủ cho bản thân và muốn làm một cái công ty, một cái mô hình gì đó mà bản thân mình được điều khiển, bản thân mình được thay đổi thế giới, kể cả dù là cái góc rất là bé của thế giới của mọi người mà thôi. Thế nhưng mà đó là cái động lực lớn nhất của tôi khi mà tôi làm khởi nghiệp. Và tôi cũng đã từng thất bại, công ty đầu tiên khởi nghiệp của tôi đã thất bại, công ty đầu tiên mà tôi làm cho trong quá trình mà khởi nghiệp thì cũng đã thất bại. Thế nhưng mà đi đôi với thất bại thì cũng có những thành công nhất định. Thế nhưng mà tôi chắc chắn rằng là nếu mà tôi không có một cái mindset vững vàng khi mà khởi nghiệp, nhất là đối với cái việc đối diện với thất bại như thế nào ấy, thì có lẽ là tôi đã không làm được đến tận bây giờ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bàn luận về cái việc là cái mindset khi mà chúng ta đối diện với thất bại thì nó như thế nào nhá. Đầu tiên ấy, thì tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đối diện với cái sự thất bại hay là đối diện với cái sự sợ hãi ấy, thì đó là thời gian rất tốt để chúng ta bắt đầu hỏi lại những câu hỏi tại sao. Và mà cái câu hỏi đầu tiên đó là cái tâm nhìn của chúng ta cho doanh nghiệp của chúng ta là gì. Khi mà tôi làm khởi nghiệp ấy, thì cái mục tiêu lớn nhất hoặc là cái tâm nhìn lớn nhất của tôi khi mà tôi mở ra nó, đó là cuối cùng cái doanh nghiệp của mình sẽ trông như thế nào, nó sẽ có bao nhiêu nhân viên, nó sẽ giúp được cho xã hội như thế nào. Đây là cái thời gian tốt để xem lại cái tâm nhìn của mình, liệu xã hội có cần cái thứ mà mình đang làm hay không. Tại vì nếu mà nó cần thì chúng ta đã không phải đối diện với thất bại rồi, đúng không? Và đây cũng là một cái thời gian tốt để chúng ta hỏi những câu hỏi sâu hơn về cái việc là động lực nào khiến chúng ta khởi nghiệp, liệu chúng ta có đang khởi nghiệp vì chúng ta đang cầu tìm cái sự chấp nhận nào đó của người khác hay không, chúng ta có đang khởi nghiệp chỉ vì nó trông ngầu hay không. Một câu hỏi mà quan trọng hơn đó là liệu chúng ta có đang khởi nghiệp chỉ vì tiền hay không. Tại vì tôi hiểu rằng là với những người làm kinh doanh ấy, thì cái mục tiêu lớn nhất, cái thôi thúc rất là lớn đó là tiền, và chúng ta muốn là kiếm được nhiều tiền nhất có thể trong thời gian ngắn nhất. Và khi mà chúng ta đối diện với thất bại, khi mà tôi làm khởi nghiệp, khi mà tôi nhìn thấy cái thất bại đang đến cận kề, thì tôi cũng phải hỏi lại bản thân mình rằng là liệu tôi có bị quan trọng hóa quá cái việc là kiếm được tiền hay không mà quên mất đi cái tâm nhìn của mình. Và đây là cái thời gian tốt để hỏi câu hỏi tại sao. Cái mindset thứ hai mà chúng ta cần phải để ý đến ấy, đấy là cái bản chất của việc khởi nghiệp. Khởi nghiệp đã là có nghĩa là có tỷ lệ thất bại cao rồi. Cái từ entrepreneurship có nghĩa là bạn đang đánh đổi rủi ro để lấy một cái sự lợi nhuận ở cái thời gian sau này. Vì thế cho nên là bản thân của cái việc khởi nghiệp nó đã mang nhiều rủi ro rồi. Tôi biết rằng là những cái người nào mà theo cái nghề kinh doanh, cái nghề khởi nghiệp ấy, thì đó là những cái người mà chấp nhận rủi ro cao. Họ hài lòng với cái việc là mọi thứ nó sẽ không chắc chắn và rõ ràng, và họ muốn thay đổi thế giới. Trong cái DNA của họ, họ đã muốn là làm một cái công việc rất là khó, tôi muốn đánh đổi cái sự rủi ro này để tôi làm được một cái thứ mà tôi đam mê, vì một cái tầm nhìn lớn hơn cho bản thân và cho xã hội. Và chính vì cái bản chất của khởi nghiệp như vậy, thế nên là cái tỷ lệ mà thành công của tôi khởi nghiệp nó rất là thấp. Vì thế cho nên là khi mà chúng ta nhìn thấy sự thất bại đang đến, chúng ta đối diện với sự sợ hãi đấy, chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái bản chất của việc chúng ta đang làm đó là một công việc rất là rủi ro và dễ sập mặt. Cái mindset thứ ba khi mà chúng ta làm kinh doanh hay làm khởi nghiệp ấy, đấy là chúng ta phải hiểu rằng cái sự quyết tâm được đánh giá rất là cao. Kể cả doanh nghiệp của bạn đang làm nó sẽ thất bại đi chăng nữa, thì các bạn hãy nhìn qua cái sự thất bại đấy và hãy đừng có lo về cái việc là bị người khác đánh giá dựa trên cái thành công hay sự thất bại của bạn. Vì hãy tưởng tượng ra rằng nếu mà công ty của bạn mà không thành công ấy, thì sau này nếu mà bạn kinh doanh tiếp hoặc là bạn quay lại thị trường lao động và đi tuyển dụng ấy, thì cái sự quyết tâm mới là cái những nhà đầu tư tiếp theo và những cái nhà tuyển dụng sau này họ sẽ đánh giá bạn, chứ không chỉ đơn giản là chỉ là một cái thành công nào đó. Những cái người thông minh ấy thì họ sẽ hiểu rằng là một cái sự thành công của cả một doanh nghiệp nó không phải chỉ đến từ một con người, mà nó là một sự kết hợp của rất là nhiều thứ. Vì thế cho nên khi mà họ đánh giá con người thì ngoài cái sự thông minh ra thì họ sẽ đánh giá rất là nhiều vào cái sự quyết tâm của bạn. Liệu bạn có phải là một người có cái quyết tâm lớn hay không? Liệu bạn đã làm hết sức của mình trong cái quá trình mà bạn làm cái công ty khởi nghiệp của bạn chưa? Và đó mới là cái mà họ sẽ để ý đến bạn. Và cái mindset thứ tư mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải để ý đến ấy, đấy là hạnh phúc nó không nằm ở trong đích đến, mà hạnh phúc nó nằm trong quá trình. Vì thế khi mà tôi làm khởi nghiệp ấy, thì tôi không tập trung quá nhiều vào kết quả. Tại vì là thành công hay thất bại nó cũng là một cái định nghĩa gì đấy mơ hồ mà chúng ta không cần phải quá để tâm đến, mà quan trọng là chúng ta xem lại bản thân mình. Ví dụ như là cái nỗ lực của bản thân tôi trong cái quá trình mà tôi làm khởi nghiệp ấy, thì tôi đang phát triển như thế nào, và liệu
những cái việc mà mình đang làm hàng ngày như vậy nó đã tốt, nó đã đủ hay để mình phát triển bản thân hay chưa. Và đó mới là những cái mà bền vững mà tôi muốn hướng đến khi mà tôi làm khởi nghiệp. Và có một vài thứ mà tôi luôn luôn để ý đến khi mà tôi làm khởi nghiệp ấy. Đầu tiên ấy, đó là cái năng lực của mình nó có phát triển trong cái quá trình mình làm khởi nghiệp hay không. Nếu mà hàng ngày mà tôi không cảm thấy là tôi đang tốt hơn so với ngày hôm trước dù chỉ một chút thôi ấy, thì tôi cảm thấy rất là buồn và rất là thất vọng. Và các cái kỹ năng dù nó có tăng một chút trong cái thời gian dài thì đó cũng là cái rất là tốt. Và kể cả dù có doanh nghiệp hay thành công thất bại thì cái cuối cùng vẫn là tôi, đúng không? Vẫn là kỹ năng của tôi. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng cái đấy mới là cái quan trọng và có thể làm một cái động lực để chúng ta có thể tiếp tục làm được khởi nghiệp sau này. Cái thứ hai là các mối quan hệ. Hãy nhớ rằng là khởi nghiệp thì ngoài tài năng ra thì bạn vẫn cần phải có tiền và bạn vẫn cần phải có quan hệ để đầu tư, để phát triển cái công việc của mình. Và đó cũng là cái lý do mà tại sao các cái công ty khởi nghiệp ấy thì họ không chỉ đi gọi vốn là tiền không, mà họ muốn là gọi vốn bởi những cái nhà khởi nghiệp đã từng thành công, cái người mà có nhiều năng lực, có nhiều mối quan hệ. Và càng ngày khi mà tôi làm khởi nghiệp thì tôi rất để ý đến cái việc là cái mối quan hệ của mình có chăm sóc các cái mối quan hệ của mình tốt được hay không, mình có tạo ra những mối quan hệ mới có giá trị được hay không. Đấy cũng là một cái rất là quan trọng trong khởi nghiệp. Và dù cái doanh nghiệp có thất bại đi nữa thì những mối quan hệ vẫn còn ở đó, và những mối quan hệ đó nếu mà bạn biết cách chăm sóc, biết cách giúp nó để phát triển tốt hơn ấy, thì chắc chắn là bạn sẽ có một cái nền tảng tốt cho bản thân mình và cho cái công ty tiếp theo của mình, hoặc là cho cái công việc tiếp theo của mình. Kinh doanh hay khởi nghiệp ấy thì nó cũng là một cái phần của cuộc sống. Trong DNA của chúng ta thì chúng ta luôn luôn muốn thay đổi thế giới, và vì chúng ta có cái khát vọng đó. Nhưng mà nhiều khi thế giới nó lại không cùng cái tầm nhìn của chúng ta. Vì thế cho nên các công ty khởi nghiệp rất là dễ thất bại. Tôi muốn kết cái video này để nói rằng là thành công ấy hay thất bại thì nó cũng không quan trọng lắm đâu. Cái quan trọng là cái nỗ lực của bản thân mà thôi. Vì mọi thứ rồi cũng sẽ ổn, phải không?